Sau khi các bạn móc xong cụm hoa văn rễ quạt thứ 10 và bắt đầu cụm thứ 11 như mẫu hoa văn trong clip các bạn đã thấy, thì các bạn sẽ dừng lại và bắt đầu chừa lỗ khóa. Đây các bạn, cụm rễ quạt mình tính một cụm nguyên như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xong 10 cụm. Và đây là mũi kép hàng đầu tiên của cụm thứ 11. Chúng ta sẽ chừa lỗ để lắp khóa như sau. Trong cụm rễ quạt có 4 hàng thì mình vừa móc xong hàng đầu tiên, gồm 4 mũi đơn, 5 mũi kép cùng chung một chân, 7 mũi đơn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc hàng số 2 nhé. Các bạn cùng lên một xích tương tự như hàng số 2 của cụm rễ quạt ở dưới. Sau đó móc cho mình 3 mũi đơn liên tục. 1, 2, 3. Các bạn bỏ qua chân mũi đơn thứ tư và móc mũi kép ngoặc sau cho mình. Tăng mũi tương tự như hàng số 2 của cụm rễ quạt. Rồi một mũi kép bình thường vào chân kế tiếp. Rồi xong phần tăng mũi của cụm rễ quạt. Tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình, bỏ qua một chân này và móc 3 mũi đơn. Thì chúng ta phải chừa lỗ cho nên các bạn chỉ móc 3 mũi đơn cho mình thôi. 2, 3. Theo mà đúng chát thì các bạn cần phải móc thêm 2 mũi đơn này nữa. Nhưng mà giờ chúng ta sẽ không móc 2 mũi đơn mà thay thế bằng 2 xích. 1 xích, 2 xích. Sau đó đến cụm rễ quạt, từ 5 mũi kép thì các bạn sẽ tăng tương tự như ở đây là sẽ tăng lên 9 mũi kép. Thì lúc này các bạn cũng thay thế 9 mũi kép này bằng 9 xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, chúng ta đã tăng xong cái cụm rễ quạt. Rồi ở chân bên này thì các bạn cũng bỏ qua một chân không móc. Đáng lẽ chúng ta sẽ móc vào chân thứ hai này. Nhưng mà để cân xứng với bên này thì giờ hai chân thứ hai và chân thứ ba này mình sẽ thay thế bằng hai xích nữa. Một xích, hai xích. Rồi. Như vậy tổng cộng ở đây các bạn sẽ bỏ qua ba chân, 1 2 3 và móc vào chân thứ tư mình một mũi đơn. Và số móc xích các bạn chừa ở đây sẽ là 2 cộng 9 cộng 2 là bằng 13 móc xích. Rồi các bạn móc thêm 2 mũi đơn nữa. Và bỏ qua chân mũi đơn cuối cùng. Đến cụm rễ quạt bên này các bạn tăng mũi tương tự như các cụm rễ quạt kia. Rồi đến cuối hàng bỏ qua một chân và móc 3 mũi đơn liên tục để kết thúc hàng số 2 của cụm rễ quạt.
khi xong hàng số 2 các bạn sẽ có khoảng trống ở đây như thế này. Giờ chúng ta lên hàng số 3, các bạn lên một xích cho mình. Chúng ta quay lại. Các bạn móc cho mình hai mũi đơn liên tục. Một mũi, hai mũi. Sau đó đến đây bỏ một chân mũi đơn và tiến hành tăng ở cụm rễ quạt tương tự như cách móc rễ quạt mình đã hướng dẫn. Một mũi kép ngoặc trước, hai mũi kép cùng chung một chân. Một mũi kép ngoặc trước lặp lại như vậy, hai mũi kép cùng chung một chân. Rồi xong cụm rễ quạt, các bạn tăng 13 thành 13 mũi kép đây. Rồi ở đây các bạn cũng bỏ qua một chân và chúng ta móc hai mũi đơn và hai chân mũi đơn này. Một mũi, hai mũi. Sau đó nếu mà theo móc cụm rễ quạt đó, thì ở đây các bạn sẽ móc 3 mũi đơn đúng không? Cho nên bây giờ còn một mũi đơn chưa móc, các bạn sẽ đổi thành một xích cho mình. Rồi, sau khi đổi thành một xích, các bạn đến móc 13 mũi kép như thế này ở cụm rễ quạt. Giờ các bạn cũng đổi thành 13 xích cho mình. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đó, như vậy ở đây các bạn đã có 14 xích. Rồi qua bên này các bạn sẽ móc một xích tương ứng với một mũi đơn mà các bạn sẽ không móc, giống như mũi đơn bắt đầu này. Rồi, vậy là chúng ta sẽ có 1, 13, 1 là tổng cộng 15 xích tất cả. Tiếp theo các bạn móc vào chân mũi đơn này. Một mũi đơn. Chân kế tiếp một mũi đơn. Các bạn bỏ qua mũi đơn cuối cùng. Và chúng ta lại lặp lại cụm rễ quạt. Sau khi móc xong cụm rễ quạt, đến cuối hàng các bạn cũng tương tự bỏ qua một chân và móc hai mũi đơn vào hai chân cuối cùng để kết thúc hàng số 3 của cụm rễ quạt. Chúng ta sẽ được cụm rễ quạt như thế này, có phần lỗ chìa khóa. Thì chúng ta sẽ lên hàng số 4, các bạn lên một xích cho mình. Quay lại. Mũi đầu tiên các bạn sẽ móc một mũi đơn. Bỏ qua chân tiếp theo và móc cho mình 13 mũi đơn ngoặc trước. 1 2 3 4
9, 10. Rồi, sau 13 mũi đơn ngoặc trước, ở đây các bạn sẽ bỏ qua một chân, móc vào chân kế tiếp một mũi đơn cho mình. Theo như thông thường thì các bạn tiếp tục móc 13 mũi đơn ngoặc trước như thế này. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ móc 13 xích bình thường để tạo lỗ chìa khóa. Ở đây thì các bạn sẽ móc cho mình 6 xích trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau khi móc xong 6 xích thì các bạn đâm kim vào xích ở giữa của mỗi dây xích này. Đâm vào giữa đây của dây xích cuối cùng này. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6 đấy, dây gọi là xích thứ 7. Các bạn sẽ móc vào đây một mũi đơn để giữ hai cái xích bên dưới như thế này. Như vậy ở đây các bạn có 6 xích và một mũi đơn nữa là các bạn đã được 7 mũi rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần móc 6 xích nữa để kết thúc cái chỗ này. Rồi ở bên này các bạn sẽ móc vào đây một mũi đơn. Bỏ qua mũi đơn còn lại và móc vào cụm rẽ quạt 13 mũi kép ngoặc trước. Đến cuối hàng các bạn móc một mũi đơn vào chân cuối cùng. Như vậy chúng ta đã xong hàng số 4 của cụm hoa văn rễ quạt này. Phần mặt trái nó sẽ có hình dạng như thế này. Sau đó các bạn lên một xích. Chúng ta quay lại và bắt đầu móc cụm rễ quạt mới. Đây là mặt phải sau khi các bạn chừa lỗ lắp khóa. Cụm rễ quạt mới các bạn cũng móc tương tự như các cụm khác. Sau khi lên một xích các bạn thêm hai xích nữa. Như vậy ở đây chúng ta đã lên 3 xích và móc một mũi kép kéo dài vào chân thứ hai. Các bạn móc thêm một mũi nữa. Rồi lại bỏ qua 3 chân. Móc vào chân thứ 4, móc 7 mũi đơn liên tục. Tiếp theo các bạn cũng móc ở đây cụm 5 mũi kép. Các bạn gióng xuống dưới chân này. Cái chân chỗ bậc cụm 7 mũi đơn đây, các bạn móc vào mũi đơn ở giữa là mũi đơn thứ tư. Các bạn đếm 1 2 3 4. Bạn móc vào đây cho mình 3 mũi kép kéo dài. Các bạn lưu ý là 3 mũi thôi nhé. 1 2 3. Sau khi xong 3 mũi kép kéo dài thì các bạn sẽ đẩy cái mũi kép này qua một bên và chúng ta sẽ thấy cái mũi đơn đây. Đây là cái xích đúng không?
thì ở ngay giữa cái xích sát kề bên khi nãy các bạn có một mũi đơn kết thúc hàng ở đây. Các bạn sẽ đâm kim vào đây cho mình. Và móc ở đây cho mình hai mũi kép bình thường. Như vậy chúng ta đã xong cái cụm 5 mũi kép của phần hoa văn rễ quạt. Tiếp theo ở đây các bạn sẽ móc 7 mũi đơn. Thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 3 xích. Đây. Một xích này, hai xích này, ba xích này. Một này, hai này, ba này, đâm kim vào xích thứ tư. Xích thứ tư là đây. Đâm kim vào đây. Các bạn móc cho mình 7 mũi đơn liên tục. Một này. Hai. Ba. Mũi đơn thứ tư chính là trùng với cái mũi đơn hàng dưới mà các bạn móc. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Rồi tiếp theo các bạn cũng móc cụm ở đây 5 mũi kép. Đây cái mũi đơn kết thúc chỗ phần xích này có một mũi đơn giữa cái hàng xích này và 13 cụm 13 mũi đơn hoặc trước của hàng dưới có một mũi đơn ở đây, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi kép bình thường. 1 2 3 mũi kép còn lại, các bạn đâm kim thẳng xuống dưới này. Chân mũi đơn thứ tư trong cụm 7 mũi đơn của hoa văn rễ quạt hàng dưới. Móc 3 mũi kép kéo dài. 1 2 3. Như vậy các bạn đã xong cụm 5 mũi kép cùng chung một chân. Tiếp theo các bạn cũng bỏ qua 3 chân cho mình. 1 2 3 và móc cho mình 7 mũi đơn liên tục. Tiếp theo các bạn móc kết thúc tương tự như nửa mũi kép, à xin lỗi các bạn, nửa cụm hoa văn rễ quạt của các hàng dưới, móc vào đây hai mũi kép kéo dài. Và mũi kép bình thường vào chân mũi đơn cuối cùng. Như vậy các bạn đã kết thúc hàng đầu tiên của cụm hoa văn rễ quạt thứ hai chỗ phần chìa khóa. Rồi tiếp theo các bạn cũng cứ móc tương tự như vậy cho đến khi xong cụm rễ quạt thứ hai này nhé. Các bạn sẽ móc hàng hai tăng lên. Ở đây lên 3 xích rồi tăng cụm rễ quạt. Rồi hàng 3 cũng vậy, hàng 4 thì móc tăng bằng cụm 13 mũi đơn ngoặc trước, tương tự như các hàng rễ quạt bên dưới. Sau khi móc xong thì các bạn sẽ được cụm rễ quạt như sau. Đây, sau khi móc xong cụm rễ quạt thứ hai thì các bạn móc hàng mũi kép đầu tiên của một cụm rễ quạt và chúng ta sẽ kết thúc phần thân sau và nắp này. Đây. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viền xung quanh. Các bạn để nguyên sợi ở đây. Chúng ta không cắt sợi.
Các bạn lên một xích, móc mũi đơn đầu tiên vào đây, chính là cái chân mũi đơn của cái hàng mà các bạn móc 5 mũi kép kéo dài á. Rồi mũi đơn thứ hai là chân mũi đơn của hàng mà các bạn móc 13 mũi kép, à xin lỗi, 13 mũi đơn ngoặc trước. Rồi tiếp theo các bạn đến cái chỗ mũi kép đây, hay ở phía bên này là mũi kép thì ở phía bên này sẽ là 3 xích. Các bạn đều móc tương tự. Ở chỗ này các bạn sẽ móc 3 mũi đơn cùng chung mũi kép này. Đầu tiên phần đầu của mũi kép 1 mũi đơn. Tiếp theo phần thân của mũi kép 2 mũi đơn. 1. Hai. Đây chính là cái hàng mà các bạn tăng cụm sò lên thành 13 mũi kép đó các bạn. Rồi, chúng ta đến hàng tiếp theo là cái hàng mà các bạn tăng cụm sò lên thành 9 mũi kép á. Các bạn móc vào đây cho mình 2 mũi kép. 1 mũi kép. 2 mũi kép. Rồi tiếp theo, các bạn đến cái hàng và các bạn móc 5 mũi kép kéo dài rồi. Đây, thì ở đây các trong đây các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi kép cùng chung một chân. Là cái chỗ mà mũi kép kết thúc của cái hàng hoặc là chỗ mà 3 xích các bạn bắt đầu hàng á. Rồi, tiếp theo các bạn lại đến cái chỗ mũi đơn ở cụm mà 13 mũi đơn hoặc trước. Móc một mũi đơn. Rồi đến chỗ mũi đơn. Đó, thì cứ chỗ nào mà mũi đơn là các bạn móc một mũi đơn viền. Còn chỗ nào mà 3 xích hoặc là mũi kép ấy, thì các bạn có thể móc 2 mũi đơn viền hoặc là 3 mũi đơn. Tùy theo tình hình lúc đấy các bạn cảm thấy là nó đang dư hay là thừa mũi. À, xin lỗi, nó dư hay thiếu mũi. Có nghĩa là các bạn thấy cái phần móc của các bạn nó có thẳng không? Đây, như ở đây mình móc 2 mũi đơn vào trong mũi kép này, thì cái phần thân móc nó thẳng. Nếu mà mình thêm một mũi vào đây thì nó sẽ bị dư mất. Đây các bạn, các bạn thấy không? Mình thêm vào đây thì nó bị đổ về phía bên tay trái, là cái mũi nẹp nó bị dư mất. Cho nên mình sẽ chỉ móc 2 mũi thôi. Cái này thì tùy phán đoán của các bạn thôi. Rồi lại đến chân tiếp theo, 3 xích hoặc một mũi kép đây. Hoặc là có một cách nhanh nhất là các bạn không cần quan tâm đó là mũi đơn hay mũi kép hay là 3 xích gì hết. Các bạn cứ đâm kim được ở đâu thì các bạn đâm ở đấy, miễn đảm bảo cái hàng viền của các bạn cái mũi đơn nó thẳng đứng như thế này, nó không bị đổ nghiêng về phía bên tay trái hay cũng không bị đổ nghiêng về phía tay phải là được. Đây. Các bạn cứ viền như thế này cho đến khi hết hàng nhé. Sau khi viền xong thì các bạn sẽ tiến hành nẹp canvas cho mình. Và sau khi nẹp canvas xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn phần tiếp theo nhé. Sau khi các bạn nẹp canvas xong, chúng ta sẽ được tấm móc như thế này. Nó có kích thước như sau. Khoảng 30 cm. Và ở phía trong phần canvas này thì mình đã cắt một đoạn chỗ lắp khóa để chừa lỗ. Nếu mà các bạn cắt như mình á, mà vẫn thấy khó lắp thì các bạn hãy nới rộng thêm một chút nữa nhé. Ở đây mình đã cắt luôn một phần canvas 11 ô như thế này để làm phần đáy. Phần canvas này thì có kích thước là khoảng 5 cm rưỡi tính cả cái phần móc này nữa nha các bạn. Có nghĩa là khi mà các bạn gập lên thì nó sẽ có phần đáy như thế này. Và phần thân trước nó sẽ như thế này.
Rồi sau khi xác định được kích thước đáy thì mình sẽ cắt một tấm canvas làm phần thân trước. Tấm canvas này thì có kích thước là khoảng 18 cm và một bề là khoảng 10 cm. Sau đó mình móc một tấm canvas toàn bộ mũi đơn như thế này để làm phần thân trước. Ở đây thì mình cũng lên 37 mũi đơn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 và 37 mũi đơn. Mình móc đến độ cao khi nó bằng cái tấm canvas như thế này. Nếu mà bạn nào thích thì các bạn có thể móc họa tiết rẽ quạt như thế này cũng được nhé. Mình muốn đơn giản cho nên mình móc họa tiết mũi đơn. Và sau đó mình sẽ tiến hành đẹp canvas cái phần thân trước này. Sau đó mình cắt phần hông. Đối với phần hông mình cắt hai tấm canvas có kích thước như sau. Một bề khoảng gần 9 cm và một bề 5 cm bằng cái kích thước phần đáy. Ở đây thì độ cao canvas phần bên hông của mình sẽ ngắn hơn cái phần canvas chính của phần thân trước. Nếu muốn các bạn có thể cắt bằng cũng được. Sau đó mình móc một tấm móc 10 mũi đơn và có độ cao là 22 hàng bằng với tấm thân trước. Lúc này thì khi mà mình nẹp canvas cái phần bên hông này á, đây, như các bạn thấy mình sẽ chừa một khoảng trống ở trên này và mình sẽ cắt chéo cái vạt canvas này để cho khi mà mình bẻ vào như thế này cho nó dễ. Rồi phần bên hông thì các bạn cũng tiến hành nẹp canvas cho mình. Và trước khi nẹp canvas thì các bạn sẽ gắn đê vào như này. Sau khi gắn đê xong thì chúng ta sẽ tiến hành nẹp canvas. Và khi các bạn nẹp canvas xong thì các bạn hãy gắn hãy may lót luôn nhé. Còn đối với phần ở đây thì các bạn lắp khóa này vào. Rồi sau khi hoàn thiện xong các bộ phận như lắp khóa rồi gắn đê rồi may lót. Đây là phần thân trước và nắp và phần đáy sau khi mình lắp khóa và may lót. Ở đây á thì các bạn có thể may lót thẳng từ trên xuống dưới cho hết tấm móc, hoặc các bạn có thể may như mình may hai đường mép ở đây và đến cái chỗ mà mình cắt canvas này này thì phần vải dư mình sẽ bỏ vào. Bởi vì khi mà mẫu túi này các bạn gập xuống như thế này á, đây, thì các bạn sẽ thấy cái phần đáy này nó gắn liền luôn với cái phần thân sau. Như vậy mình may như thế này để cho nó gập này thì cái phần vải lót nó sẽ không bị nhăn quá. Rồi tiếp theo phần đáy này thì các bạn cũng lấy một tấm vải và may đáy cho mình. Các bạn may 4 đường cố định nó. Đây, các bạn may đường trong này sát với cái mép canvas và may theo mép ở phía ngoài như thế này. Đây, khi gặp lại sẽ như thế này. Đó đối với cái phần tấm lớn này. Còn tấm nhỏ, đây là phần tấm nhỏ sau khi mình nẹp canvas và gắn cái khóa này xong. Đối với phần tấm nhỏ này á thì trước khi may lót các bạn dùng một miếng nhựa đen như thế này đặt vào giữa cái tấm và sau đó chúng ta tiến hành may lót. May lót thì may tương tự vậy thôi. Đó là phần thân trước. Còn phần hai bên hông khi nãy mình có hướng dẫn các bạn là gắn khoen đê ở giữa, nhưng mà mình nghĩ lại thì khi chúng ta gắn ở một bên góc như thế này thì các bạn bẻ lại như thế này nó sẽ dễ hơn. Đây, và phần canvas như các bạn thấy này, mình nẹp ở phần phía dưới này thôi. Thì khi bẻ lại
sẽ dễ bẻ hơn. Đây. Rồi các bạn cũng may lót và sau đó chúng ta ráp các bộ phận lại với nhau thôi. Khi ráp thì các bạn đếm cái số mũi từ chỗ này, từ chỗ góc này đến cái phần chân thứ ba ở cụm 3 mũi đơn. Khi các bạn nẹp ở góc đây thì các bạn canh làm sao cho bằng số mũi từ chân ở giữa này qua chân ở giữa này, rồi các bạn ráp vào như thế này và ráp phần ấy đó, ráp với phần thân sau, sau đó rồi ráp đến phần thân trước nhé. Sau khi ráp xong thì các bạn sẽ có mẫu túi như sau. Đây, sau khi các bạn hoàn thiện xong thì sẽ được một mẫu túi cầm tay như thế này. Kích thước cụ thể của nó sau khi hoàn thiện xong thì bề ngang là khoảng 21 cm. Phần đáy là khoảng 6 cm. Phần hông ở dưới khi chưa bóp thì cũng khoảng 5,5 cm, 6 cm. Ở phần trên này các bạn đã bóp rồi thì còn khoảng 3 cm như thế này. Đây là phần mặt sau của nó. Rồi như vậy mình đã hướng dẫn xong các bạn là mẫu ví cầm tay ứng dụng họa tiết rẽ quạt. Hy vọng các bạn có thể hoàn thành được mẫu túi này một cách ưng ý nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo nhé.